Thịnh Lộc FC, tứ kết hài giải bóng đá Hội Đồng Hương Lộc Hà lần thứ nhất năm 2023 với Mai Phủ FC. Nếu như bầu hiền của Hà Nội và Ti đã và đang thành công ở V-League thì ở Mai Phủ có bầu Từ Trọng Hiền lại đang là trưởng đoàn và ông đã mang về trong thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua với sự mắt tay của mình. Người đã mang về huấn luyện viên trưởng Nguyễn Vô Hoàng Phú, một Quách đã từng cùng với Nam Nhóc thành công trong ban huấn luyện của Đại học Văn Lang. Quách Phú cũng đã có trong tay những cái tên chất lượng để sẵn sàng cùng con thuyền Mai Phủ băng V-League ở giải đấu quê hương lần này. Cùng với việc các mạnh thường quân và nhà hảo tâm đã và đang quan tâm tích cực tới Mai Phủ hơn 100 triệu đồng với tiền thưởng, và Mai Phủ lúc này đã hội tụ đầy đủ tinh hoa và cả những thứ cần thiết để họ có thể sẵn sàng làm nên những điều không thể. Trong đó Thịnh Lộc FC họ rơi vào bảng đấu khó khăn, được xem là tử thần, có Bình An và Hồ Độ kết thúc vòng bảng với một điểm và chỉ còn một trận trận hòa như Bồ Đào Nha thôi. Nhưng với việc hơn hiệu số trước Hồ Độ FC, họ đã vượt qua bảng C với vị trí nhì bảng. Cùng với tinh thần quả cảm chiến đấu không biết bỏ cuộc là gì, câu lạc bộ cũng đang tràn đầy hứng khởi để vượt qua chính đối thủ của mình ở vòng tứ kết, đó là Mai Phủ FC. Dẫu biết rằng đối thủ là rất mạnh nhưng mạnh nhất vẫn là tình đoàn kết và thi đấu hết mình, thì việc có mặt ở vòng bán kết không có gì là bất ngờ đối với Thịnh Lộc cả. Kết quả của trận đấu này vẫn là một dấu hỏi lớn, quý vị nên theo dõi và chia sẻ. Đừng quên trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên Phủ Sport 27, 47 Live Sport, D38 Thể Thao và Truyền Lửa Thể Thao. Mai Phủ và Thịnh Lộc đi tìm chiếc vé vào vòng bán kết. 17 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2023, giờ vàng của ngày cuối tuần, đến sân vận động Leza Stadium để thưởng thức hoặc chia sẻ trên Phủ Sport 27. Trân trọng gửi tới quý vị trận cầu đỉnh cao này.